làn da mềm mại và căng mịn là nhờ hoạt động của các mô liên kết để duy trì sự ổn định đó. Hợp chất silica đóng vai trò quan trọng đối với việc xây dựng, tái tạo mô liên kết của làn da. Lượng silica xuất hiện lớn nhất trong mỗi người là khi sinh ra và tỷ lệ nghịch với tuổi tác, từ đó dẫn đến sự giảm dần collagen và gây ra tình trạng lão hóa da. Trong các phương pháp chăm sóc da, tăng cường collagen được xem là giải pháp hiệu quả hạn chế sự lão hóa. Tuy nhiên, collagen chỉ phát huy tác dụng khi được cơ thể tổng hợp một cách tự nhiên nhờ vào sự tham gia của silica. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, trong dịch chiết lá tre có chứa 70% hàm lượng silica. Đây là nguồn cung cấp silica tự nhiên, rất an toàn đối với làn da con người, giúp xây dựng và tái tạo các mô liên kết, cải thiện, phục hồi làn da căng mịn, chống chảy xệ và tăng đàn hồi da. Đều đặn mỗi ngày, tôi thường dùng 3 bôi silica bôi lên vùng da rạn nứt sau khi sinh và các vết rạn đã mờ đi trông thấy. 3 bôi silica cho làn da căng mịn, không nhăn nheo, chảy xệ.